Ok, trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng đã đến với kênh của Sơn Loa Audio. Em quay cho bác khách Sài Gòn đã hoàn thành cho bác loa. Thùng loa, đây là thùng loa dành cho bát 12, 13 lắp từ trong ra nhá. Ekang full, nói chung cọc loa dây, nói chung là full, về chỉ việc đặt củ loa vào. Còn thùng dưới là dành cho bát 16. Dùng thùng dưới thì là em lại dành cho bát 16. Đây em mở ra cho, mở căng ra cho bác xem. Tất cả là làm loa lắp từ trong ra, rất đẹp. Góc cành rất đẹp. Kiểu cách nói chung là đơn giản, ngon bổ rẻ. Đây, quay cho bác nhận hàng, bác xem cho nó yên tâm. Đấy nha. Ok chưa? Anh em nào có nhu cầu về thùng loa, búc xeo, lắp toàn giải đông trục các kiểu cho bát 16, bát 12, 13 các kiểu đơn giản gọn gàng như này, ngon bổ rẻ thì liên hệ em Sơn Loa nhá. Mùa dịch Corona này, thùng lắp từ mở nắp này ra lắp củ loa vào, lắp từ sau ra trước, cho nên cho tiếng bát rất là tốt, vì củ loa nó nằm trong, tiếng nó cộng hưởng rất là tốt, đầy đủ phụ kiện. Đấy, em quay xa cho các bạn xem, đầy đủ e căng. Thùng 12, 13, 16 các kiểu đều được. Rồi em cảm ơn tất cả nha. Đây là em quay cho bác khách Sài Gòn để bác nhận hàng nhá. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ, tuyệt vời luôn ạ. Vâng, rồi xin cảm ơn. Anh em không có nhu cầu mua bán thì cũng like và chia sẻ, subscribe kênh để ủng hộ kênh Sơn Loa Audio nhá. Đối với em thì luôn nhấn mạnh việc mua bán không quan trọng, quan trọng anh em đến với nhau, chia sẻ, cầu sinh với nhau thôi. Xin cảm ơn.